Uyên, nếu cậu cảm thấy khó nói quá thì để tôi nói cho. Cô tên là Tuệ Lâm phải không? Cô nghe cho rõ nhá, tôi chính là người yêu cô ấy. Thôi, hai người định làm cho tôi buồn cười đến bao giờ đấy? Có gì đáng cười chứ? Ui giời ơi, cô định tở trò này ra để cho tôi quên cô ấy gì? Ngày trước tôi cũng đã từng dùng chiêu này với Minh Minh rồi, đừng hòng mà lừa tôi nhá. Cô thật là ngu ngốc mà. Được, nếu vậy tôi sẽ chứng minh cho cô thấy. Giờ thì cô tin rồi chứ? Cậu có biết là mình đang nói cái gì không đấy? Không. Ý tôi là... Tuấn Kiệt, tôi muốn kết hôn với cậu.